luôn ạ. Đấy, xem cái cặp trò này. Tiếp xem ạ. Không, chưa trực tiếp nhưng mà để xem anh em sao phán được đẹp như là nó. Không, nói chung là em thấy nếu mà nói về dáng dấp là tuyệt vời. Cứ 5 lít anh em cứ bình luận thoải mái. Mà mình thì 5 lít mình mà không phải là tàu nhanh, tàu chậm, nhưng mình mà thì cho em 6 lít mình ăn tạm mà thế nào cũng được. Nhưng mà cái quan trọng là lít của chú là lít gì? Đấy đấy. Nước, xăng, dầu, các loại lít để nói rõ. Lít là 500. Mình là mình sẽ tính là mình ăn tạm. Đấy, mình đi thôi. À em. Thế rồi gì? Tốt. Thế rồi tốt. Vời, xa vời vợi đâu rồi. Trước bảo 4,5 triệu cây này đúng không? Lục vừng, cái lục vừng của ông ấy rất hay, lá rất nhỏ hồng hồng và sun. Cái này bao tiền bao vị? Dạ, 12 triệu. What? Tầm 2 triệu thứ mấy? Đúng rồi, ông bảo là tầm 2 triệu thứ mấy? Mẹ làm đời nào. Đấy, các bố đi chơi chợ thế thôi. Đâu cây của anh đây, cây nào? Cái đẹp bán nhanh quá, bán hết rồi à? Bán tốc độ kinh quá. Đây, cây này chắc của ấy à? Đây, bác ra đọc số về ấy đi. 0982 422 6 96. Đấy, cây này bao tiền khoảng thôi, cho anh em một thích thì gọi. Cây này 3,5 triệu. 3,5 triệu. Bao sát ra? Si này. Si 1,8 triệu. 1,8 triệu. Con này 5 triệu. 5 triệu. Đâu còn cây nào không? Đấy, rồi 3 triệu. Ai thích alo, con dưới, cây dưới này. Cục dưới đấy 3 triệu. 3 triệu. Rồi, ok rồi. Rồi đi vào. Và đang thích cái cây giấy của anh Dũng đây, nhưng mà chắc anh Tân anh lại lấy nốt. Rồi. Cái này cũng của ai anh trước? Quân cũng của đồng chí luôn, ai thích thì gọi. Sờ tay của đấy em xem nó ba to bằng nào. Sờ gốc. Sờ gốc quá. Cây đấy bao tiền? 7,5 triệu. 7,5 triệu. Đấy. Hợp lý. Cả chậu luôn đấy. Cả chậu luôn. Đóng bánh hết rồi. Được đấy.
tí nữa chui vào gần gần để xem cho anh em. Quay lại cái em này xem nào. À, của anh ấy gì? Mấy tiền đây? Đây là 3,5 triệu chú. 0982 705 096. Ok. Một cây đấy thôi à? À đây, cây này nó bao tiền? Cái này gì nhỉ? À, quất đây, cây này mấy tiền nhỉ? Ở nhà có cái bể là như này không ạ? Cây đấy nếu không tính bể thì 1,5 triệu, tính bể thì cộng thêm 400.000, 500.000. Không, ý là đang muốn tìm một cái không, ở nhà em không có ạ. Cái này là kích thước là bao nhiêu nhỉ? Dạ, cái này kích thước là bao nhiêu? Cây nó bình thường kích thước đấy, xi măng thôi, nhưng mà 20-30. Ở nhà nó có một cây, nó có cái bể rồi. Trước em nhổ cái cây này đi, em không bán bể. Bây giờ em trồng em mang đi không bán bể. Cái này nhiều lắm, bây giờ chả thấy. Bể này bao nhiêu nhỉ bác? Bể này bao nhiêu? 20 à? 20-30. Cái bạn này hả bác? Mấy đồng hồ hàng buổi sáng? Đây, mấy treo à? Quân, cái này bao nhiêu nhỉ? 1,8 triệu ạ. Đang đi tìm mấy cái à, anh trước có đi đâu thấy những cái này cũ cũ không? Đây em nhặt cho em ấy. À. Xi măng rồi mà bây giờ nó vẫn làm đấy mà, nhưng mà thích là ở nhà nó có cái cây, có cái này rồi, bây giờ kiếm một cái nữa. Cái bể này thì không bán được. Phải tầm 40. À nhưng mà tầm 40 ấy. Vâng ạ. Cái này chỉ 20-30 anh ạ. Cái này lòng là 20-30 anh ạ. Cái ở đâu nó làm chứ nhỉ? Cái này thì nhiều. Nhiều nhưng mà cái này lâu rồi. Đấy, nó thích nó rêu rêu. Vâng, cái này lâu rồi. Ngày trước cứ lăn lóc. Hỏi giáo sư ngồi kia. Có hỏi không ấy? Đấy. Đấy. Quay cái này nữa. Quay cái em này tính như nào? Quay kỹ lắm rồi. Kỹ đâu? Không quay là đâu mà kỹ. Kỹ quá nó này không gọi bỏ mẹ. Đây, quay ô cục lên tận ngọn đây. Quay phải mờ ảo ảo đấy. Nhìn thèm khát. Quay kỹ quá. Kỹ nó soi quá nhỉ. Đây vâng. Đấy. Sau bên đây này. Hàng đẹp. Hàng đẹp, giá rẻ. Đây, giá lợn khai tranh. Giá lợn tiêu hủy đấy. Con này là của bác à? Của anh Nhật đây à? À vâng vâng. Đây của anh trên xe như vậy. Đấy, nó dám dấp ạ. Không, thấy chứ anh bảo là ở đây nghe hôm nay không biết nói gì à? Thì đó thì tôi thấy nó hẹn hôm nay thì mấy cô chú và có công lý là đi đâu đi đâu. Đó nhỉ? Tàu lừng lắm. Ráng lấp kìa. Cục. Hôm nay không mang cây đi à? À đây. Cái này bao tiền đấy? 6 triệu. Lập. Còn cái con kia thì hôm trước bảo 20 xem rồi. Với lại có một con ba vai này thì nhiều ông phản ứng dữ quá. Ở chợ mà làm gì kiếp các qua bố nói kinh quá. Chú Khang này cũng hơi đẹp trai tí. Toàn các cơ thủ săn cây này. Các cơ thủ.
Các củ ngồi trên cây đu đủ. Đây à? Hồng thế, mặt trời sớm. Mặt trời đã chiếu rồi. Xô hổ, xô hổ. Tính xô hổ đỏ mặt. Tàng là ông xô hổ này. Đấy. Đi bán trong tàng, bán đi. Giờ có gì? Này, đi mua ngược à? Heo quá, chẳng có tiền. Không có gì. Cây kia kìa, cây lâu, cái là cây đẹp này. Hai tay thì có. Mà giấy kia chắc lại bay rồi. Chờ đi đâu đấy bác cả? Bán rồi à? Bán rồi. Chờ sang Singapore. Bán rồi gì? Ui, nhanh quá. Đấy. Đất bị sang Singapore cơ mà. Vừa ngắm ngắm tí ra đi rồi. Ôi, không, không, không. Thì xoay xoay thì tí thôi, vướng. Xoay. Cây kia, cây kia. Cái này quay đường cũng đẹp. Ừ. Đấy, rồi. Mai phải ra đây chỗ này bán cây mới được. Ra đây. Bán một cây cho một xíu. Rồi, ok. Cây của anh là cây này là cây bé nhất Việt Nam. À, rồi. Hàng sách tay, hàng bím bím. Bao nhiêu tiền cây? Cái này 500. 500 nghìn. Ừ, đấy. Bé nhất Việt Nam. Đôi này. Chậu, trồng chậu. Đấy, một con đấy nữa. Ôi, vui nhưng phải xanh tiền không? Rồi rồi. Liền. Bất cả là hay bán ở chợ đúng không? Cần cây tùng này thì bao nhiêu? Tùng để triệu rưỡi. Có tí rêu thì mình sẽ. À thế à. Nhưng mà sao lại bể cổ lại đi sơn vào thế này? Cái này là nó quét ấy, quét vôi để cho nó lên sau đợt sau rồi lên. Cũ ấy, nhưng mà lại đi quét sơn vào. Con này đời sâu. Tổng dài anh 8 lít à, thế à? 8 lít, còn cái này thì bao nhiêu? Cái này là 1,2 triệu. 1,2 triệu, một cái bể đấy gì? Hay là cả cây? Cây thì đẹp. Cây thì đẹp. Cây thì đẹp. Cái này là mới quét vào thôi đúng không? Đây nó ấy, anh thuê một thằng nó đắp, mới đắp. Đắp mới. Ông bảo cái nước này, bảo là cái nước này là mới quét. Vôi mà. Mới quét. Quét vôi, vôi. Để thời gian này là về thả nước đây đúng không? Thả nước. Rồi, ok bác. Cây này là của ông nào đây? Sao toàn chả ông hút thuốc vào đây, cứ hút thuốc thế? Đấy, thấy hay không? Úi giời. Quán nước này thuê à? Chả thấy ông nào hút thuốc bao giờ, hôm nay lại cứ thôi cố tí cũng được. Thôi cây này ít thì quay người. Cây ngẩng mặt lên cái để kết thúc cái nào mà mãi chả đến ngẩng lên. Nhìn cũng dễ chịu đấy nhỉ. Thôi, ngắm sơ sơ thế các bạn.